Đồ chính mình Phải được thực hiện từ bộ kinh này Tịnh nghiệp tam phước Là nguyên tắc chỉ đạo tối cao Chúng ta nhất định phải thực hiện đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Đầy đủ với điều kiện này Mới có thể học Phật Phước thứ hai là Thọ trì tam quy Tròn đủ các giới chẳng phạm quay nghi Quý vị kiến thức trở thành đệ tử Phật Bôn Lại nâng cao hơn nữa là Phát Bồ Đề Tâm Tinh sâu nhân quả Tôi đã giảng về Tinh sâu nhân quả rất nhiều Chẳng phải là nhân quả thông thường Mà nhân quả ấy chính là Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Nếu chúng ta muốn thành Phật Thì phải niệm Phật Niệm Phật nhất định thành Phật Đọc tụng Đại Thừa Khuyến tấn hành giả Chúng tôi dùng 8 chữ để giải thích câu Khuyến tấn hành giả thân hành ngôn giáo giúp đỡ người khác giáo hóa người khác trước hết chính mình phải làm được rồi mới dùng lời lẽ để dạy người khác giảng kinh giáo học tám chữ ấy Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, dạy học Nhìn lại những vị tổ sư Đại Đức từ xưa Chẳng gì nào không phải là suốt đời đều giảng kinh dạy học ngẫu ích đại sư giảng sanh lúc ngài năm mươi mấy tuổi quý vị thấy ngài sáng tác mấy chục tác phẩm trước tác vô cùng phong phú mỗi ngày đều viết lách Vì sao phải khổ sở giết lách như thế Chẳng tìm được truyền nhân Bạn dùng phương pháp này Để truyền pháp cho đời sau Người hữu duyên đời sau đọc đến Sẽ nương theo phương pháp và lý luận Do Ngài đã nói để học tập Thành tựu Truyền lại cho người đời sau Trong nhiều sáng tác gần ấy Thù thắng nhất Được Ấn Quang Đại Sư Tán thắng nhất Là bộ Di Đà Kinh Yếu Giải Từ lời bạc chúng ta thấy Thọ ấy Ngô Ích Đại Sư viết bộ Yếu Giải Nhằm giải thích đơn giản Kinh Di Đà Viết xong trong thời gian 9 ngày Phân lượng không nhiều lắm Đúng là yếu dạy Giải thích quá hay Tổ ấn quang đã tán thán Dù cổ Phật tái lai Với một bản chú giải kinh di đà khác Cũng chẳng thể hay hơn được Quý vị thấy ấn quang đại sư Tán thán tới tột bậc Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Trong phần trước, tôi đã thưa cùng quý vị. 51 địa vị đều là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày thuộc địa vị nào chúng ta không biết. Ngài có phải là Pháp Thân Đại Sĩ hay chăng? Nếu là Pháp Thân Đại Sĩ Sẽ chẳng mê khi cách ấm Chính Ngài hiểu rành trẻ Nếu là Đại Thế Chí Bồ Tát Thủ Đề Dì Thập Tính Sẽ mê khi cách ấm ngài tu pháp môn thế chí bồ tát này khi giảng sanh thế giới cực lạc sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm là chuyện rất có khả năng ngày sách vào cõi phương tiện hữu dư là điều chắc chắn từ địa gì sơ tính sinh sang tây phương cực lạc thế giới đều thuộc cõi phương tiện hữu dư cõi phương tiện hữu dư cũng có ba bậc chính phẩm chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, nếu giải chân tướng sự thật này sẽ chẳng mê hoặc tí nào. Vì vậy phải tự độ thì mới có thể giúp đỡ người khác. Chính mình chẳng làm được, giảng cho kẻ khác nghe người ta đâu có tin. Chẳng có năng lực giúp thọ chúng sanh Do vậy Chính mình nhất định phải làm được Phải quên đi bản thân Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính Đã đoạn thân kiến Chẳng chấp trước thân này là ta thân là cái ta có bèn tự nhiên toàn tâm toàn lực phục vụ hết thể chúng sanh khổ nạn lúc đạo toàn là chúng sanh khổ nạn phải biết điều này vì sao thiếu trí huệ khởi quạt tạo nghiệp thọ báo khổ chẳng thể nói nổi Bồ à, Tát giáo hóa chúng sanh Cứu giấc tai nạn Dùng gì? Dùng giáo học Con người tánh vốn lành Quý vị chẳng dạy Nên họ mới mê Mê rồi mới tạo nghiệp Tạo nghiệp bất thiện Chịu khổ báo trong tam độ Họ đã giác ngộ Sẽ tròn chẳng tạo ác nghiệp Vì vậy khổ và lạc thuộc về quả báo Quả ác có nhân Nhân là giác hay mê Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh Lìa khổ được vui Chẳng dốc sức nơi quả Mà từ nơi nhân Đức Phật dùng giảng kinh Dạy học, thân hành, ngôn giáo Giúp đỡ chúng sanh phá mê, khai ngộ phá mê bèn thoát khổ giác ngộ lạc bèn hiện tiền đức phật dùng phương pháp này bồ tát tổ sư đại đức đều dùng phương pháp này phương pháp này hay lắm thật sự có hiệu quả quá khứ hữu hiệu hiện tại vẫn hữu hiệu